Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khả anh em ơi. Dư Khả xin kính chúc anh em xem video vui vẻ anh em ơi. Ở video này thì Khả sẽ hướng dẫn anh em sử dụng auto sơ của trong game luôn, trong một game luôn là không phải, nói chung là một cái auto nó giống hoàn toàn yêu kim yến, không có gì khác lạ nha nào. Và Khả sẽ hướng dẫn anh em cách mở auto như thế nào và cũng như là cách lọc đồ như thế nào nha. Hiện tại thì vừa rồi Khả tắt auto rồi. Đó. Rồi Khả tắt auto rồi. Đó, ok chưa? Tắt auto rồi đúng không? Giờ Khả vô cái mục game. Dẫn một game thì Khả tải cái một game đó là Phật Sơn. Phật Sơn Ký Sử thì Khả vô cái mục Phật Sơn Ký Sử đây của Khả này, thấy chưa? Đó. Rồi. Bên trong mục này thì chúng ta sẽ có cái auto mặc định trong game luôn. Đây nè, auto này free được tích hợp theo game luôn nha anh em. Free hoàn toàn nha. Anh em thấy chữ auto công thành chiến xưa.net không? Quên công thành chiến xưa new không? Đó. Anh em click vào. Rồi, anh em sẽ chuột phải cái auto này lên. Chạy với chế độ run admin. Đó. Được chưa? Rồi. Sau khi chạy xong thì anh em sẽ thấy được cái bảng này. Đó, nó khá là giống một cái giao diện auto game miếng. Rồi anh em kích vào cái dòng list auto trong này. Đó, thấy không? Kích vô. Thì chúng ta sẽ có bốn cụm máy chủ. Thì máy chủ chúng ta đang chơi đó là máy chủ Dược Sơn Phật Sơn Ký Sử đi. Đó, Phật Sơn Ký Sử chúng ta sẽ lấy cái list Phật Sơn Ký Sử. Rồi chúng ta bỏ vào cái phần phụ trợ chung 1. Phụ trợ ở quần cài game. Chúng ta sẽ bỏ vào phần cài game và chúng ta sẽ bỏ vào phần ID. Anh em thấy không? Cài game rồi ID. Rồi chỗ này chúng ta nhớ chọn là công thành chiến xuyên .net đó. Rồi, chỗ này chúng ta nhấn áp dụng. Đó, sau khi nhấn áp dụng xong thì sẽ có hiệu ứng là link server 30 ngày từ ngày 6 tháng 1. Đó. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ test vào auto. Thì nhấn vào chữ A để chọn arc mình muốn làm arc chính. Thì như Khải đây, Khải đưa vào đường môn. Đó, một arc thôi. Server này một arc nên là không kéo xe được nha. Rồi chúng ta sẽ chọn nó là đường môn arc chính chỗ này. Nếu như xuất hiện màn hình đen này á, anh em nhấn F10. Đó, anh em nhấn F10 là nó hết. Đó. Rồi. Và vừa rồi thì Khải có test cái chức năng đó là chức năng lọc đồ. Thì vừa rồi thì Khải cũng có lọc vài cái nỏ này. Đây nè. Như cái nỏ này Khải đang lọc với cái chế độ là tốc 30, sát thương 50 điểm và sát thương lý 100%. Đó, thì nó sẽ ra như thế này. Theo yêu cầu của Khải là 3 yêu cầu. Đó. Là cái này thì thiếu kháng độc nên Khải không ưu tiên, phải bỏ qua một bên. Rồi cái này nè. Cái này cũng khá là chuẩn luôn nè. Với cái tốc độ 30, sát thương 50 và sát thương lý 100%, khá là ok luôn. Nếu mà Khả lọc 3 yêu cầu thì nói chung là cái nỏ này đặt 3 yêu cầu đó, không có gì sai luôn đó. Nhưng mà nó lại ra nội lực, với lại nội lực thì Khả không thích rồi. Ok, giờ Khả sẽ lọc một cái chuẩn nhất luôn nha. Chúng ta sẽ lọc như thế nào? Thì giờ Khả sẽ kết vào cái phần thiết lập này, thiết lập điều kiện lọc này. Đó. Khả sẽ ghi vào chỗ này. Này hiện tại Khả đang lọc vũ khí, còn anh em thích thì kích vào, không thích thôi cũng chả sao cả. Đó, chúng ta chỉ kích vào dòng luôn dùng đúng với điều kiện bên dưới là được. Đó, như lúc nãy cái nỏ này, đây thì Khải lọc với tốc độ đánh nội công 30 này, tốc ngoại 30 này. Sau khi Khải sửa 30 thì nhấn dấu chống sửa là ok. Rồi tiếp tục đó là sát thương quản lý, thì Khải đã chỉnh cho nó đây là dấu tích vô. Rồi sát thương quản lý 50 điểm này, Khải nhấn dấu sửa là nó chấp nhận 50 điểm nữa nè. Rồi sát thương quản lý này 100%. Đó, Khải sẽ ghi chỗ này là thành 100%. Và nhấn dấu sửa là ok. Rồi bây giờ Khải sẽ thêm cho nó đó là cái kháng độc này. Khải sẽ lên sinh lực 200. Sinh lực đâu, đây sinh lực tối đa này. Khải tích vô chân giống này lên 200. Đó. Rồi Khải thêm đó là bốn yêu cầu rồi. Và yêu cầu tiếp theo của Khải là cái nỏ này nó phải có kháng độc 25. Đây kháng độc đây, Khải sẽ tích vào chỗ dòng kháng độc này. Đó. Rồi chọn 25, nhấn dấu sửa ok. Sau khi xong thì Khải sẽ bắt đầu lọc cho anh em xem. Khải sẽ cố gắng lọc ra một cái nỏ mắt đột cho anh em xem. Nó có nói cái nỏ này chưa đặt chuẩn lắm. Nỏ này thì thở lực rồi. Đó, vứt luôn. Hút sinh bỏ luôn. Khả đang cái tiêu chuẩn đó là tốc sát thương và thở lực và sinh lực như này, kháng độc. Ok, giờ bắt đầu lọc nè. Tất cả lọc. Đó, giờ Khải sẽ lọc một cái nỏ VIP nhất cho anh em xem. Tự động bán luôn nha. Nếu mà không thành công tự động nó bán. Nếu không dúng cái mình lọc tự động nó bán luôn. Đại Khả đang yêu cầu là tốc 30, rồi sát thương 50 điểm, rồi sát thương 100% và kháng độc 25 và sinh lực 200. Đó, năm yêu cầu ạ. Nếu mà nó ra được đúng cái nọ đó nó sẽ dừng lại. Còn nếu không ra nó sẽ bán sốt. Đó, đó là cách lọc đồ. Nhưng mà anh em muốn lọc đồ thì auto anh em phải chạy nha. Chỗ phần cài đặt này, cái chỗ này này, nó phải có link server hoạt động thì nó mới chạy được nha anh em. Đó, chứ còn link server không hoạt động không chạy được đâu. Đang lọc thử ra. Nói chung lọc kiểu này thì nó khá là nhanh.
chứ anh em lộc tây thì đỡ tìm một cái siêu phẩm như vậy là hơi việc chua anh em ạ. Thấy không, anh cố gắng hãy tìm xem. Anh em đợi một chút. Với lại anh em hãy lưu ý rồi nè, cái này Khải chỉ anh em nhưng mà Khải chưa chỉ cái bắt đầu như thế nào. Thì nói chung cái bắt đầu á thì anh em chọn vào cái phần này, tại vì mình lọc đồ ở cái lệnh bài tăng phụ tăng thủ này nè, mình đang lọc đồ ở cái lệnh bài tăng thủ này, thì anh em sẽ chọn cho Khải cái chỗ dấu tích này, phụ trợ này, Evan này, thì anh em hãy chọn dấu tích này nè, đó anh em thấy không, lệnh bài tăng thủ test này nè, đó anh em chọn vào cái lệnh bài này. Và bây giờ chúng ta chuột phải vô, chuột phải vô thì đầu tiên theo dòng ở chuột phải cái lệnh bài này thì chúng ta sẽ nhận trang bị đồ mát, thì chúng ta sẽ gõ vào chỗ dòng click dòng, đó là số 1 đầu tiên, được không, số 1 đầu tiên đó, và chúng ta sẽ tiếp tục đó là dấu phẩy. Rồi chúng ta sau khi số 1 đầu tiên thì sẽ kích vào trang bị này, kích vào sau tiếp tục đó là chúng ta muốn lọc dây chuyền hay áo hay đai lưng như thế nào đó, thì anh em cứ theo số thứ tự thì anh em đánh số vào, dây chuyền số 1, áo số 2, đai lưng số 3, giày số 4, bao tay số 5, nón số 6 và vũ khí cận chiến là số 7, ngọc bội là số 8 và vũ khí tầm xa là số 9. Và bây giờ chúng ta đang muốn lọc vũ khí tầm xa thì chúng ta sẽ nhấn vào chỗ này là 1.9 nè. Đó, tiếp tục. Rồi, kích vào vũ khí tầm xa. Rồi anh em giờ muốn lọc cái vũ khí nào? Nếu mà báo mục tiêu thì sẽ là số 1, tối nhật đao sẽ là số 2, không tốc linh sẽ là số 3, và hiện tại khả năng muốn lọc không tốc linh thì Khải sẽ từ là 1.9 rồi, giờ Khải sẽ phẩy tiếp cái nữa, 0.3 là Khải lọc không tốc linh. Đó. Rồi bây giờ sau khi kích vào không tốc linh thì chúng ta muốn lọc hở gì? Thì như Khải đang muốn là lọc hở kim, thì hở kim đang đứng số 1 thì Khải sẽ ghi vào là 1931. Đó, anh em không? Anh em thấy dấu vô đây nè. Đó. Thì nó mới thành công như nè. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho anh em xem. Đó, thì sau khi Khải lựa chọn đúng cái hàng của vũ khí á, là 1931 thì bắt đầu Khải tất cả lọc thì nó sẽ lọc thôi. Đó. Giờ cho anh em xem này. Đó. Cái lúc nãy là chúng ta thiết lập điều kiện lọc, còn cái này là chúng ta click theo dòng thì nó đúng dòng thì mới chạy được nha. Đó. Đang chạy anh em. Đó, hiện tại bây giờ chúng ta chờ một chút, trong thời gian nó sẽ lọc ra cái vũ khí đẹp cho anh em xem. Tí nữa Khải sẽ hướng dẫn tiếp anh em lọc thêm cái nón và cũng như bao tay áo quần này nọ nè. Nó chỉ cần thay đổi cái dòng click dòng với lại điều kiện thiết lập của mình thôi là mình lọc được thôi. À, như nãy Khải lọc ra được cái nọ theo tiêu chuẩn luôn này. Đó. Khải đang lình lọc clip cái thứ hai mà mất thời gian quá. Đó, như cái tiêu chuẩn Khải là tốc 30, sát thương 50 và 100% sát thương và kháng độc 25 và sinh lực 200. Đó, chuẩn nổ của Khải đang tìm, ok chưa? Do gì bây giờ thì Khải sẽ hướng dẫn anh em lọc tiếp tục qua món đồ khác. Đây, ví dụ như bây giờ chúng ta cùng lọc cái nón đi. Bây giờ Khải sẽ lọc một cái nón mắt ộp nha nè, một cái nón họ mắt ộp hoàn toàn, và lọc như thế nào và trình tự như thế nào cho anh em cùng xem này. Đó, trước khi muốn lọc thì anh em lưu ý là cái lệnh bài tân thủ chúng ta là đây, chuột phải vào. Giờ bây giờ Khải muốn lọc cái nón đi, thì chuột phải vào thì chỗ dòng click dòng này Khải sẽ xóa hết, xóa hết đó. Và bây giờ chúng ta sẽ là nhận trang bị đồ xanh mát, thì cái đầu tiên này sẽ là số 1, nó chúng ta sẽ kích vào và chúng ta sẽ gõ chỗ nào click menu là dấu số 1 trước, rồi dấu phẩy đó bên tay phải màn hình anh em thấy không. Rồi tiếp tục đó là chúng ta đang muốn lọc cái nón, dây chuyền là 1 này, áo 2, đai lưng 3, giày 4, bao tay 5, nón 6, thì chúng ta sẽ kích vào nón và chúng ta sẽ gọi chỗ này là 1.6 đó. Rồi phẩy thêm cái nữa. Rồi bây giờ chúng ta muốn cái nón nào, anh em muốn loạn nón nam, nón nam hay nón nữ gì đó tùy thích anh em. Như đây Khả năng muốn là 1 này, nón đây 1 này, nón đây 2, 3, 4, 5, 6, đúng không, 6 rồi, 7, 8, 9, Khả năng muốn cái huyền tơ cháo là số 10, ok Khả sẽ gọi vào là 1.6.10, rồi phẩy tiếp. Nón này Khả năng muốn tìm nón hỏ thì 1, 2, 3, 4, ok 4, ok Khả sẽ là 1.6.10.4 xong. Sau khi Khả thiết lập cái số click dòng xong thì bây giờ Khả sẽ kích vào thiết lập điều kiện lọc như này. Đó, nè chỗ này nè. Đó. Rồi. Bên tay dưới chỗ cái phần phụ trợ Evan này nè, phía dưới nè, thiết lập điều kiện lọc nè. Bây giờ Khả sẽ bỏ hết tất cả chết lúc nãy của cái vũ khí và bỏ chết hết. Giờ ở cái nón này thì Khả sẽ lọc với cái đó là sinh lực 200, nội lực 200 và phòng thủ lý 25. Đầu tiên Khả thấy phòng thủ lý này, đây, thủ lý ngay số 22 này. Phòng thủ lý Khả sẽ ghi 25, sửa, ok nhấn dấu sửa này. Đó, xong. Rồi đến vòng sinh lực, nội lực.
Tông Pháp. Tông Pháp Lâm Trầm. Đâu sinh lực lượng đâu? Đây phục hồi sinh lực nữa nè. Phục hồi sinh lực nữa nè. Đâu có phục hồi sinh lực không? À, chết hết cho anh em xem. Đây sinh lực nè. Sinh lực Hà sẽ tích vào và chọn số 200. Rồi nội lực nè, Hà sẽ cũng tích vào và chọn lấy 200. Sửa. Sau khi xong anh em sửa theo số anh em cần nha. Xong đến thông pháp nè. Đây thông pháp đây. Thông pháp Khải sẽ chọn là 20. Rồi bây giờ Khải sẽ thêm cái là phục hồi sinh lực như thế nào. Thêm cái chỗ đỉnh cấp hơn là phục hồi sinh lực nha. Từ 3 trở lên. Đó Khải sẽ giữ phục hồi sinh lực từ 3 trở lên. Rồi bây giờ mà hồi bói xấu là 45 cũng được. 45 này 5 trở lên này nè. Rồi ok. Và sau khi Khải tích đủ cái dòng tích Khải yêu cầu thì chúng ta sẽ tích vào lọc đúng vào điều kiện. Đó ok áp dụng. Đó, ok. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu lọc nè. Nấu này vứt nè. Đây là chúng ta lọc tay nè. Đây lọc tay nè. Chuẩn bị Khải kết auto nó khác hoàn toàn nè. Rồi dần bắt đầu kết auto nè. Anh em sẽ sau khi setup xong thì anh em sẽ nhấn vào tất cả lọc. Và giờ nó sẽ lọc. Đó đúng nó mình cần chưa. Nếu mà đúng thì nó đủ tiêu chuẩn thì nó sẽ ở lại. Còn không thì nó bán shop như nè. Đó nhưng mà nấu này bán shop. Không đủ tiêu chuẩn của Khải thì nó bán shop. Đó, đó giờ thôi đơn giản thôi. Giờ anh em chờ đợi ra cái nón VIP nha nam. Chờ đợi ra nón VIP nha. Đó, chúng ta chờ đợi. Ấy như có một cái kìa. Nó đỡ lại một cái kìa nè. Hai cái luôn kìa. Đó được một cái nón VIP thấy chưa. Anh em ha. Thành công được một cái này. Hai cái này. Thấy chưa. Anh em thấy chưa. Đúng đúng tiêu chuẩn chưa anh em. Tiếp tục. Đó đúng tiêu chuẩn chưa. Đó ok. Nón đang có nha nè. Đó hiện tại Khải lúc nãy Khải chết số 5 thôi. Nhưng mà hiện tại cứ trên số 5 là nó giữ lại. Đó thì cái này là số 5 này. Nó giữ này. Số 5 nó giữ này. Đúng điều kiện nha nè. Sinh lực nội lực. Đây cho anh em xem tất cả dân này. Đây chúng ta đã được 4 cái nón. Thì như này phải có chết thì sinh lực 200, nội lực 200, thông pháp phòng thủ. Đó thì phòng còn lại, dòng còn lại nó làm chậm nên là mình không cần chết làm gì. Tại vì dòng làm chậm nó cũng mất 40 thôi. Khả chết dòng cuối cùng đó là phục hồi sinh lực 5. Thì đó 5 nó giữ lại này. Cứ cho 5 giữ lại. Được nón xấu này nè. Đó nón này đẹp nhất này thấy chưa. Rồi nón này cũng xấu luôn nè. Hai nón xấu luôn thấy chưa. Đó ok phải mang một cái vô. Con này phải vứt. 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 Đó. Vừa rồi lọc lọc xong cái nón rồi. Nón này dư rồi anh em nào cần cho. Đỡ đỡ hơi mất thời gian lọc. Đó. Thấy chưa. Hai món mát thấy chưa. Đó ok này. Bây giờ Khải sẽ làm từ cái bao tay cho anh em xem nha. Ok. Và anh em cùng xem Khải này. Hướng dẫn tiếp tục là setup cho anh em cái bao tay này. Đây. Giờ đó chúng ta sẽ setup cái bao tay. Thì trước khi setup thì anh em cứ để ý vào phần phụ trợ Evan ở cái auto này. Phụ trợ Evan trên màn hình anh em ha. Bên tay phải cái auto này. Phụ trợ Evan. Và chúng ta sẽ chuột phải vào cái lệnh bài thân thủ. Thì cái lật đồ chúng ta là lệnh bài thân thủ. Thì anh em hãy chép vào cái chỗ này. Anh em hãy nhớ là chép vào chỗ này. Là chọn cái lệnh bài thân thủ này. Thấy chưa. Nó rất là nhiều hiệu ứng này. Lệnh bài thân thủ. Đó. Rồi. Chúng ta chuột phải vào một cái. Xem đâu là nhận trang bị map. Thì chúng ta sẽ là số 1 là đầu tiên. Đúng chưa. Thì tiếp tục nhận trang bị map này. 1 này. Rồi chúng ta sẽ gọi số 1 bên này. 1 này. Phẩy này. Rồi. Giờ chúng ta lọc bao tay. Thì gia truyền 1. Áo 2. Đai lưng 3. Giày 4. Bao tay 5. Thì chúng ta sẽ kích vào chỗ bao tay và chọn vào số 5. 1.5 này. Đó. Và tiếp tục phẩy tiếp. Giờ chúng ta muốn lọc bao tay nữ thì số 1 tiếp theo. Còn lọc bao tay nam thì số 2 tiếp theo. Thì giờ Khả đang muốn lọc nữ thì Khả chọn tiếp tục là số 1. Và kích vào chỗ này và chọn số 1. Đây và 1.5.1. Và tiếp tục phẩy tiếp. Giờ Khải tìm bao tay hỏa thì Khải sẽ lọc chỗ này. Đó 1, 2, 3, 4 sẽ là 1, 5, 1, 4. Ok chưa. Đó. Và kết vào số này số 4. Đó ok. Thì cái sau khi chúng ta thiết lập xong cái hiệu ứng, cái dòng của trên lệnh bài thân thủ thì chúng ta sẽ thiết lập điều kiện lọc ở bên dưới auto này. Đây này. Thiết lập điều kiện lọc này. Đó. Thấy không. Cho cái phần phụ trợ event bên dưới này. Đó. Thì nói chung cái này á, thì nãy cũng setup rồi. Thì đầu tiên là phòng thủ quản lý. Rồi sinh lực max 200, nội lực max 200, thân pháp 20, phù hợp sinh lực từ 5 điểm trở lên. Đó. Thì nói chung là nó cũng tương đối giống như cái nó lúc nãy nên là cũng không có gì thay đổi cả. Nếu anh em có gì thay đổi anh em sẽ thay đổi trong chỗ này. Đó. Anh em cứ lọc theo cái kiểu trong này. Ở trong này thì nó có từ số 0 cho đến số 58. Đó là 58 hiệu ứng của trang bị cũng như vũ khí. Thì anh em muốn lọc theo anh em là anh em muốn tùy chọn thôi. Sau khi tùy chọn xong chúng ta sẽ áp dụng tất cả. Rồi chúng ta đóng. Rồi bây giờ chúng ta lọc bao tay này.
Nãy mở bao tay cái nó. Đây là lọc tay này, vứt này, vứt này, vứt này, vứt luôn này, không đủ chuẩn này, vứt luôn. Ok, bây giờ sẽ bắt đầu lọc cho anh em xem. Tất cả lọc này, lọc. Đó. Chân dân chờ đợi lọc, anh em chờ một chút nha. Chỉ cần lọc vài giây cho đến vài phút là nó có thôi. Chứ còn anh em lọc tay là lâu lắm, anh em lọc bằng tay thì chua lắm. Đó. Hello Bích Ngọc nha, hello anh em. Ok, ông Minh Tiến Lê ơi, vừa rồi em hướng dẫn anh hiểu chưa? Đó. Đó, giờ chờ đợi nó lọc một tí thôi. Nói chung cái này là auto hướng dẫn anh em cách sử dụng auto của cụm máy chủ Phật Sơn Ký Sử này, cũng như là cách lọc đồ để anh em có thể test server này. Đó. Ok, vừa rồi cái một bao tay này. Hiện tại đang test thôi nha anh em. Test thì anh em mới sử dụng lọc kiểu đó thôi. Còn anh em không test thì anh em phải có auto kim yến thì anh em mới lọc được. Mà ở server chính thức thì chắc không còn lọc đâu nè. Chính thức thì chúng ta sẽ cài lại từ đầu á, nên là không còn lọc như thế này đâu. Cái này thì anh em hay đi server mới hoặc là anh em đi test server mới á, thì anh em dùng chức năng lọc này á thì nó khá là hiệu quả và khá là nhanh. Nó rất là nhanh, chứ anh em lọc tay thì chắc mùa quýt anh em à. Rồi, rồi vào tay đặt chuẩn không? Đó, chúng ta đã có một bộ tay đặc chuẩn thôi chưa? Theo chuẩn cho anh em, sinh lực 200, nội lực 200, phòng thủ lý, thân pháp và phục hồi sinh lực 5 trở lên. Đó, thì cứ từ 5 trở lên là nó giữ lại thôi. Đó, giờ khai đang muốn tìm cái xấu thì nó sẽ hơn cái 5 nữa thì nó sẽ giữ lại tiếp tục. Đó, để tới còn có nha. Đó, anh em xem video này cảm thấy hướng dẫn hay thì đừng quên để lại cho Khải một like chia sẻ chơi nha anh em ơi. Đó, chúc anh em xem video vui vẻ và đừng quên kích vào nút đăng ký ủng hộ chơi nha anh em. Những cái nào mà hay ho hơn thì Khải sẽ hướng dẫn anh em tiếp tục, cũng như là cách sử dụng auto BK, cũng như là cách sử dụng auto chan như thế nào Khải sẽ hướng dẫn tiếp. Tiếp tục có một bao tay thứ hai này anh em thấy chưa? Đó, bao tay này vẫn là số 5 thôi, nếu số 6 nó cũng giữ lại luôn. Hai cái bao tay số 5 thôi nè. Đó, cái chuẩn Khải nó từ 5 trở lên á, nên là nó đạt chuẩn hết rồi. Cố gắng tìm cái xấu này, tầm này cố gắng tìm cái xấu nữa đó. Ok. Ok anh em ơi, xong. Sau khi ra được thêm bao tay thì cũng đã xong rồi. Rồi, ra thêm mấy cá luôn rồi. Này 5, 6. Này 5 cũng vứt được cái 6 rồi nè. Đó, bao tay 6 điểm này thấy chưa. Cứ nói chung nãy Khải đặt tiêu chí là 5 thôi, nhưng mà cứ ra 6 Khải mới giữ. Đó, giữ cái bao tay này lại. Ok chưa, mắt ọp, hồng to. Rồi, mấy cái 5 này, 6, vứt đi. Ôi, thêm một cái 6 nè. Anh em nào dư cho nè. Anh em nào cần cho nè. Đó, cái đó là cách lọc bằng auto khá là nhanh nè, cho anh em lọc tay chắc mùa quýt luôn. Đó, hai món dư này thấy chưa, lọc thành dư thường luôn nè. Ok, giờ tiếp tục sau khi nón mát nè, bao tay mát nè, đai lưng thì cũng mát luôn. Bây giờ tiếp tục Khải sẽ làm một đôi giày nữa cho anh em xem. Đó, vài phút là có thôi. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục setup lại. Đây, chúng ta tiếp tục setup lại cái phần click vào menu, click dòng của cái lệnh bài tân thủ test này. Thì đầu tiên là vẫn là số 1 này, nhận trang bị mát ộp này, vẫn là số 1 này. Chúng ta sẽ sửa chỗ này thành số 1, chỗ dấu chấm xanh này nè, thấy không, thấy cái chỗ clip dòng này, đó đó. Và chỗ này Khải sẽ sửa thành số 1 này, đầu tiên này. Và bây giờ Khải sẽ là cái đôi giày á, dây chuyền 1, áo 2, là lưng 3, giày 4, thì Khải sẽ ghi là 1.4 này. Đó, tiếp tục Khải sẽ giày nữ đúng không, Khải thức cái giày phụng ngon đi, thì trên 1 2 3 4 phi phụng ngon là số 4 là 1.4 là chúng ta sẽ ghi là 1.4 rồi 4 này. Tiếp tục sẽ là họ 1 2 3 4, họ sẽ là 4 nữa là 3 số 4 nè, 1 3 số 4 đó, anh em thấy bên này không? Đó, thì cứ từ trên xuống dưới là anh em cứ theo số thứ tự thôi. Ok, xong. Sau khi set up xong thì chúng ta sẽ thiết lập điều kiện lọc. Thì nói chung lúc nãy thì ở cái đôi giày nó có chút thay đổi một tí, là ở cái nội lực thì Khải không cần ở đôi giày, Khải bỏ đôi giày đi, sửa rồi bỏ đôi giày đi. Khải sẽ lấy cái dòng đó là tốc độ di chuyển 40 vào, tốc độ di chuyển 40 nào. Khải sẽ vẫn giữ phục hồi sinh lực và thân pháp này nọ nữa, và tốc độ di chuyển đâu đây, tốc độ di chuyển này. Đấy, tốc độ đánh nhầm. Đó, tốc độ di chuyển này. Hiện tại ở trong auto là 25, Khải sẽ sửa thành 40. Lấy một đôi giày mát 40 luôn. Rồi, sau khi sửa xong Khải nhóm 40, sửa. Rồi, áp dụng tất cả app, đóng. Rồi, tất cả lọc. Đó, đầu lọc đôi giày thôi. Lọc tay chứ mùi quýt nên ơi. Anh muốn lọc gì em lọc cho này. Nói giờ em đang lọc đôi giày này, thấy không? Em sẽ lọc một đôi giày mát nữa.
Vẫn chưa cái đao à? Em nờ sơ tơ muốn lọc cái đao gì, Khải lọc dùm cho này. Lọc cho lấy này. Lọc được rẹt 30 giây luôn. Rồi, lọc đôi giày nha anh em. Đó, anh em cảm thấy hay cho một like chia sẻ chơi nha. Ra đôi giày Khải cho anh em xem. Sau khoảng hơn 1 phút thì Khải đã có đôi giày theo Khải ý muốn. Đó, một đôi, thấy chưa? Đẹp chưa? Theo chuẩn chưa nè? Quá chuẩn luôn, đâu sai được, thấy chưa? Chúng ta lọc là nó khá là nhanh. Đó. Rồi, được một đôi là ok rồi. Thì đủ rồi thì dừng thôi anh em. Dừng, sau khi đủ thì chúng ta sẽ nhấn auto dừng. Rồi. Đó, đôi giày đây, đẹp chưa? Tốc 40 này. Phòng thủ này, thân pháp 20, sinh lực 200 và phục hồi sinh lực 6. Quá đẹp. Đó. Theo chuẩn của Khải này. Xong. Đó. Sau khi Khải lọc xong hết set đồ thì nó mất khoảng tầm 10 đến 15 phút thì xong nha anh em. Chúng là mắc lâu nhất là cây vũ khí này. Cây vũ khí là mắc ổn nên mà tiêu chí là mắc 5 cái. Tốc 30, sát thương 100%, sát thương ngoại 50 điểm và sinh lực 200 và kháng độc 25 á. Nó lần đến 5 cái chỉ tiêu nữa là lọc hay lâu. Đó. Còn lại nón nè. Nón thì lọc nó rất dễ tại vì đồ mắc thì nó đơn giản 25-40 là đầy. Đó, một món nữa nè. Mắc hoàn toàn thấy chưa? Thân pháp nè, thân pháp nè. Phục hồi sinh lực luôn. Mắc hoàn toàn. Ok. Rồi anh em xem video này thì đừng quên để lại cho Khải một like, chia sẻ, ủng hộ chơi anh em ơi. Và nếu có những cái hướng dẫn nào tiếp theo thì Khải sẽ giúp anh em những video tiếp theo để anh em cố gắng hoạt động cũng như là lọc những trang bị theo ý muốn của mình ở cùng mấy chỗ này nha. Anh này nãy Khải chưa test gì hết, Khải chưa tăng điểm luôn. Gần Khải tăng điểm lại cho anh em xem luôn. Tăng điểm nè. Bên kỹ năng thì ok rồi, kỹ năng quá tuyệt vời rồi. Mát hết rồi. Không còn gì để nói rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tăng bên đường môn. Hiện tại đường môn phiên bản này là thân pháp. Ui. Hiện tại phiên bản này thân pháp. Và Khải lên được tốc 138. Thân pháp nè. 5k 6k8. Ui trời ơi. Máu rồi. Máu rắn 3k. Mọi người máu dính ngày 10. 5k8 rồi. Ngon vậy. Bình thường mà hình phú. Ok, Khải coi máu rồi. Ok, Khải cố gắng máu 4k. Máu 4k là đẹp nha anh em. Còn lại full thân pháp. Lúc nãy Khải bằng đồ thân pháp cầm được 80 thân pháp luôn nè. Rồi, 265. Còn lại full thân pháp. Lực thay được 8k. Rồi, 8k này sấy chất nát. Nát, nát, nát. Cái này chỉ 8k mốt rồi. Ôi, vừa 8k, vừa 8k, đẹp rồi. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Điểm quá binh luôn. Ui, hợp lý, nó là hợp lý. Ok anh em ơi, 8k. 8k cái này Khải đã lên xíu nữa, lên 6k8 luôn cho đẹp. Đó, ok, quá tuyệt vời. Đây, xong anh em à. Sau khi Khải binh xong set đồ là như kháng đồ như thế này nên mà tại vì Khải bắn áo nhu tình đó. Nên là Khải được một kỹ năng, lực tay khá là cao. Đó. Hiện tại đây là mấy chủ đang test nha nè. Hiện tại đang test và đến ngày 7 giờ tối ngày 14 tháng 10 sẽ chính thức open và chúng ta sẽ cày lại từ level 1 nha nè. Đây là một trong những phiên bản đồ xanh. Hoàn toàn đồ xanh nha nè. Anh em cùng xem sơ qua thì phiên bản này là phiên bản nội công. Đường môn năm độc thì là thông pháp. Và được tem Võ Lâm sơ vận hành và phát triển. Mấy chủ có tên đó là Phật Sơn Ký Sử, hoạt động duy nhất một ngày tây. Và chúng ta sẽ tranh được 4 ạ. Và phiên bản này là không đồ tím, không hồng kim môn phái nè. Duy nhất 100% đồ xanh nha mọi người. Và mấy chủ chứa đến khủng hơn đến 20.000 ít cao. Và ở bình này hiện tại đang test 7 giờ tối ngày 10 tháng 10. Và sẽ chính thức ở bình chạy lại level 1. Sẽ bắt đầu vào ngày 7 giờ tối 7 giờ tối ngày 14 tháng 10 nha nè. Và trang chủ game đó là congthanhchiensua.net nha mọi người. Anh em nào muốn tham khảo game này thì hãy truy cập ngay vào trang chủ congthanhchiensua.net đỡ chuẩn bị cũng như là tải test về chơi trước một thời gian rồi sau đó chúng ta sẽ chính thức open nha nè. Ok, cảm ơn em rất nhiều nha. Đó, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ nha anh em ơi.